Các bạn thân mến, thì hôm nay là chiều mùng 4 tháng 4 thì tôi lại chia sẻ mấy cây. Thì hôm nay có 3 dề bóc rừng thôi, còn có 5 chậu thuần. 5 chậu thuần này thì trong đó là chỉ có một cái chậu số 7, cái chậu kia là chậu của Jani. Chậu đấy là tôi lấy ở Jani, còn mấy chậu này là của Chimurai. Mấy chậu Chimurai thì như mấy cái cây đây là cái đợt tôi lên xã Moray, tôi lấy cả cái vườn của đứa em mà tôi bóc về tôi trồng lại vào đấy, tức là tôi nhổ tôi không mang được chậu về đấy. Thì bốn cái chậu này, còn cái chậu kia là lấy chậu của Chimray, nó cũng đang lên nụ rồi đấy. Thì các bạn vào hình một thì mùa này nó ít mà người ta lấy giá nó cao quá, tôi không không sưu tầm nhiều, tôi chỉ chọn mấy cây thôi. Giá cao không không lấy được. Ừ, thực tế đây là chỉ có cây này mới lấy này, còn cây này cây cũng cây cũ này, cây này cây cũ này. Ừ, cây này thì 250.000, thì hôm trước tôi đưa một lần rồi. Ừ, thân già của nó được 1 gang. Ừ, tôi chưa trồng bởi vì nó chưa nứt cái mầm gốc này các bạn này. Mầm gốc đây nó vẫn chưa chưa nứt này, thì cái này nó bóc nó tùy từng thời điểm. Khi mà mình đấy nó nứt mầm gốc thì mình trồng thì nó, bởi vì nó nứt mầm gốc nên là nó chưa ra rễ ngay thì mình trồng, còn mình cứ để mình treo ngược nên mình tưới nước thì là nó mùa này nó bắt đầu nó ra mầm gốc đấy. Cái này thì cũng rất đẹp mà giá thì tổng để là giá hữu nghị 250.000, thì bạn nào sưu tầm thì sưu tầm. Mấy thân già thì nó khô quắt ở này, Tây Nguyên mùa khô này nó mọc những cái khô ấy, những cái thân tơ của nó thì nó đen chùi chũi, nó chưa nứt mầm gốc. Thì cái hình 1 là 250.000. Sang cái hình 2 này thì 700.000. Cái này nó rất nhiều thân già đấy, mà thân nó cũng vàng vàng. Cái cây này thân nhỏ thuôn thuôn đấy, đây người ta bóc nó mới mới bóc này. Thì dạo này nó phải đi vào vùng sâu sâu, tất nhiên bây giờ nó chưa mưa là đi vào sâu sâu, còn mùa mưa thì người ta lại không đi được tít vào sâu được. Như mùa mưa thì nó lại nhìn có lá nhiều thì nó dễ phát hiện. Thì về của vườn rừng Chumurai thì tôi cũng đã quay lên chỗ gốc cùng trời, các bạn nhìn những cái khu vườn rừng đấy thì đi vào một mấy ngày thì chỉ đi một góc nhìn chắc cũng rất là khó, lấy cũng khó khăn. Cái hình hai này là 700.000. Cái thân tơ của nó dài được là 2 gang, khoảng 2 gang thì các bạn thấy là khoảng 2 gang. Loại này thân nó xuôn 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 đấy, nó xuôn xuôn đều như đũa. Mấy thân khô tôi để nguyên này, còn thân già nó 2, 4, 6 cái thân già đấy, như nhiều cái nó cũng quắt quắt vào này đấy. Nếu thân tươi tươi nó còn 3, 4 cái, thân tươi tươi 4 cái, những cái này là quắt quắt hết này, còn những cái già đây là đấy. Các bạn thấy là cái dề này cũng rất là đẹp, còn mầm gốc này nó nứt đây các bạn, mầm gốc thì nó nứt nó nhỏ tí này đấy, nó nhỏ tí này, nó có cái vảy vảy vỏ này đấy, mầm gốc nó vướng cái rễ này, các bạn nhìn không rõ này. Đấy, mầm gốc trắng đẹp. Còn cái vỏ bên này nó có thể không bóc ra ở đây, mình nứt ra cái mầm này là nó nhú như này là dán, nó rất dán mấy con sên là nó rất dễ sơi đây này đấy. Các bạn thấy mầm nó có vẻ rất đẹp, nó dính cái vỏ như này, nó dính cái vỏ trên đầu đấy, vỏ tôi gạt ra mầm là nhìn rất đẹp. Cái cây này tôi cũng rất là ưng, như phải 700.000 đấy, người ta bóc thì thân nó dài là 40 cm đấy, các bạn thấy rất là nhiều thân. Còn về như các bạn bạn nào mà kích mầm gốc ra từ các cái thân này thì không biết là chắc cũng nhiều các bạn là có kỹ thuật kích là cũng được đấy. Đấy thì nó một mầm gốc rất là đẹp, rất là mini đấy. Cái này là 700.000, còn cái này thì rất dài, thì cái này
Thì mầm gốc nó cũng nhũ ra đây rồi, nhưng nó vẫn nó dính cái gì nó bẩn bẩn này. Cái này cũng thân vàng vàng như thân đũa mà nó cũng sóng sóng sóng, nhưng cái này rất dài. Thân tơ còn 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. Rất là đã, các bạn thấy không? Cái này là nó chưa nứt hoa này. Thì để từ từ nó sẽ nứt hoa. Cây này dạng sai hoa, cái mấu hoa một chùm này ra rất nhiều này. Cái cuống hoa, cái thân năm ngoái nó ra hoa. Ừ, nhưng mà nó ra hoa trong rừng. Các bạn đấy là người ta mới bóc đây, nó dính ở vỏ cây của kiếp này. Vỏ cây, các bạn nhìn cái vỏ cây này, tức là cái giả hạt nó mọc ở cái cây này, cái vỏ nó rất hay sọc sọc sọc, nó dọc này. Đấy, hoặc như đây này, nó dính cái mảng này. Tức là vỏ cây nó rất là mỏng. Đấy, các bạn thấy cho nhìn rễ nó bám này là rất mỏng. Đấy, cái này mầm của nó cũng chưa rõ, nó dính dính bẩn như gì đây. Thôi tôi không đụng, tôi không cậy nữa. Mầm thấy mới nứt nhưng nhìn chưa rõ, nhưng có vẻ như trắng trắng, nó bẩn bẩn. Hai bên là cái vỏ nụa của nó, tôi không cậy nữa ra. Đấy, mầm gốc nó nứt tí thôi. Vì mấy cái thân này đấy, các bạn nhìn thấy nó đang sóng sóng vàng vàng, thì nhiều bạn hỏi thân vàng. Ừ, cây này vàng, nó trong trong cái thân của nó có vẻ vàng, nó trong. Có một số cái nó vàng y như cái trúc, nhưng cái này nó vàng hơi trong hơn này các bạn. Nó trong trong nhìn như cái kiểu mình nhìn cái củ hồng sâm. Thì cái này 900 nghìn hình ba. Nó được 2 4 5 5 thân tơ, 5 thân già và một thân tơ. Dài khoảng 4 gang. 80 cm, cái này đóng hộp giấy là rất dài các bạn. Đấy, bạn nào ưng thì sưu tầm, bởi vì tôi cũng mấy cái cây này tôi cũng chờ sưu tầm các thân vòng vàng thì mình sưu tầm mấy cái đấy, ba cái. Còn vào cái chậu thì các bạn, cái chậu thứ nhất là 500 nghìn, mấy chậu của Trương Mai, chỉ có hình số 7 là của Jani. Cái này nó niệm rất tốt, là mấy cái thân này là tôi đợt tôi lấy trên xã Moray của đứa em, mà tôi làm cái video mà tôi lấy về các cái, tức là tôi không na được chậu về, nó trồng vào chậu gỗ, trồng vào các cái cục ấy nhiều, thì tôi phải bắt qua mang về, mang về trồng. Thì bây giờ nó lên rễ thế này các bạn, dưới là chủ yếu xốp này, than này, và vỏ thông. Các bạn thấy lên rễ cái mầm này nó được khoảng 1 gang này, như nó ra được có một mầm, nó như rễ ra rất khỏe, các bạn thấy không? Thì bạn nào trồng ấy thì chơi hoàn toàn. Cái này thì nó năm thân năm ngoái thì nó có hoa rồi, thân năm ngoái. Ngoái năm kia hình như chả biết có hoa không, sờ thì nó không rõ. Hình như sờ ở đây nó có nốt không. Ừ, như cái thằng em này nó bôi cái đầu này nó gãy này, nó mua về à, cái mùa mưa vừa rồi nó gãy là nó bôi keo liền xẹo này. Như nó bôi nhây này, cái này nó có 2 cái nụ đấy các bạn, đấy 2 cái nụ, tôi để các bạn nhìn kỹ này. Đấy, nụ của nó đấy. Đấy, còn thân của nó thì nhiều bạn cứ hay nói là củ ná nếu thì nó có ngấn đấy. Đây này, nó có ngấn này. Nó thân nó cũng dòng xanh nhưng mà nó có ngấn này, các bạn nhìn đấy, đấy nó rõ ngấn này, nhưng ngấn nó rất gọn, bởi vì nhiều khi tôi quay nên tôi cũng không chú ý những này. Các bạn này cứ hỏi một chục củ ná của nước. Cái này được 20 cm, thì cái này là 500 nghìn, nó thuần có 2 nụ chuẩn bị coi nào về chơi hoa, tức là bạn nào muốn chơi hoa ngay thì là chơi, còn cái hoa nó đẹp hay là như thế nào thì nó cũng tùy người. Thì hôm nay tôi quay một cái hoa coi là nó cong tít mà cũng rất là đẹp, rất là đẹp, thì tôi để tôi trồng tôi chơi. Đấy, cái chậu này là 500 nghìn, chậu số 4 là 500 nghìn. Sang chậu số 5, chậu số 5 là 600 nghìn. Các bạn thấy thì cái này tôi na từ trên xã Moray về,
thằng cu em hai vợ chồng nó trồng vào một cái mảnh vú sữa mà đây nó gắn cái gì nó cứng ngắc này, cái này nó rễ nó bám chắc vào cái vú sữa này. Nếu bạn nào sưu tầm cái này thì chỉ nhấc cái bảng lên thôi, cái bên này nó dán chắc hình đây là hai gốc này, một cái gốc lên cái thân đây, còn cái bên này là một con kiến này. Con kiến này nó lên được khoảng 10 cm này, các bạn thấy rễ ra rất khỏe đấy. Và một con kiến con đây nữa này, con kiến con tí này nó đây, nhưng mà nó cũng đấy, nó đang lá rất tròn vo này. Cái này thì cũng lá lên là tốt, lá dày lắm, 10 cm. Còn mấy bạn mà cứ hỏi ngấn của lá thì đấy nó có ngấn nên là mình cứ nói rõ. Còn bên này là một cái thân khác nhưng mà nó bịt cái gì đây, nó chắc tụng chả muốn cậy ra là nên nó chưa thấy ra mầm, như có rễ đây này. Có rễ thì chắc nó sẽ phải ra mầm chỗ nào, nó dán thì như cho cái gì nó cứng ngắc, sờ nó như keo. Đây là cái đen đen các bạn, chứ còn cái gốc bên này thì nó vẫn lên đây. Cái này bên này là một con kiến, cái thân cũ nó vẫn có lá này. Kiến này thì không biết là hoa chưa, không biết cái này, kiến thì như cái nhỏ nhỏ chưa có hoa. Tức là đây cái cục này còn hai kiến, một con kiến nhỏ này, một con kiến này rễ đây, và một cái dề này. Dề này thì trên thân trên này nó có hoa, trên phía trên nó có hoa nhưng mà không thấy mầm gốc, vì cái này nó bị kín này. Bạn nào ấy thì cậy nha, tôi chả cậy nữa. Nhưng nó có rẻ đây các bạn này, đấy cái hình năm này là 600.000, cái này của Chimoray. Sang hình hình 6, hình năm là 600.000, hình 6 này cũng 600.000. Các bạn biết thì cái hình 6 này là 600.000 vì nó có hai cái mầm mầm gốc rất là đẹp, lá rất to, lá gốc thì tròn vo, lá trên thì nó đang rất đẹp. Nó cái cao này khoảng 10 cm, cái ngắn này khoảng 6-7 cm. Cái này thì cái thân năm trước của nó thì nó dài, như cái thân năm vừa rồi đấy nó chỉ đến tận đây nhưng mà nó chưa thấy nứt mầm hoa. Cái thân năm vừa rồi đấy nó chỉ một gang, thì cái này nó trồng năm vừa rồi là nên là cái thân này trồng cuối, thường thường là trồng cuối mùa mưa đấy, thân dập gãy đấy. À cái này không, đây này, thân thân có nõi này, cái thân năm trước có nõi thì nó cứ xước xước này, không không phải gãy mà nó bị xước này. Cái này thì tôi sờ những cái này là chưa có hoa này, nó mấy thân này nhưng mà chưa có hoa. Thì những thân của năm trước này, thân trong rừng nó gãy nó gập đây, đây cái này nó còn gập ở đây, thì cái này là chưa có hoa, hai mầm gốc là 600.000 đấy. Thì bóc rừng hay thuần nhưng mà nó cái này là rề của rừng, tức là đứa em nó trồng là mùa cuối mùa mưa năm vừa rồi trên xã Moray đấy. Mà hôm tôi lên tôi lấy về thì nó dính, tức cái này tôi nhóc nó lên là nó dính những cái rêu này, là nó cho này nó rất là chắc này, rễ nó bám rêu. Tôi đặt vào đây và tôi trồng từ hồi Tết, ngoài Tết đến giờ ổn định, có hai mầm gốc tuyệt vời các bạn thấy chưa. Hai mầm gốc này thì đấy lá là có ngấn, tôi quay gần để các bạn xem, không nhiều bạn cứ hỏi hỏi. 600.000 cho cái hình thứ 6 này. Thì mấy bữa nay nó đi lấy hàng rừng nó không được được ít nên nó về đây bán đắt lắm. Thứ hai là người ta đi, người ta kiểm tra giao thông các thứ là nó vùng xa xa nó không xuống. Tôi thì tôi cũng ngại đi, mấy hôm nay là Covid nên ở nhà có mấy cái chậu này là chia sẻ luôn. Nên lấy ít. Sang hình số 7 là 600.000, cái này cái thân nó có một cái thân thân tơ thôi. Nghĩa là cái nòng ngoằng của cũ nó gãy gãy rồi, là nó có một cái mầm này nó trồng lên. Cái này là của Zali thì không biết nó trồng kiểu gì nhưng nó lên thế này, thì tôi lấy là nó có sẵn thế này rồi. Những cái này nó chuẩn bị ra nụ hôn nứt nụ hoa này, đầu rất múp luôn các bạn đấy, nứt nứt nụ đấy, nó nứt được hai, một cái bên này với một cái bên này. Đấy, một cái bên này. Còn những cái dưới này hình như chưa. Cái này nó được là khoảng 2 gang. Cái mầm tơ này nó cũng được gần 2 gang. Cái mầm năm nay rất là khỏe. Cái này lá lên rất khỏe.
Đấy các bạn thấy lá rất dày này. Lá dày cứng đen như ngọn này, các bạn thấy là đua rất ác này, thấy chưa? Bạn lên thực tế mà gần 40 phân cái này, nếu mà các bạn chăm tốt là cuối năm cái này nó lên có khi cả mấy hơn mét. Cây này chơi cho lá được. Và thì bạn nào mà muốn xem hoa, à tức là chơi hoa, tức là về để chơi hoa, mình biết cái hoa của nó, thì các bạn sưu tầm. Còn cái này cái thân thường thường là nó lấy những cái thân hàng gãy dập là nó trồng ở đây thôi. Đấy, rễ riếc nó ra rất khỏe này các bạn. Cây này rất khỏe. Thì cây này 6 hình 7 này là 600.000. Bạn nào ưng thì sưu tầm. Sang cái hình 8 của tôi là 800.000. Cái này tôi lấy của đấy em trên xã Morai. Tôi về tôi trồng đây nó lên là một mầm gốc này. Mặc dù một mầm gốc như cái này, thân này tôi cũng khoái vì nó mấy thân này. Cái hai là cái này là trốn hoa, toàn thân to này nhưng chưa cái nào có hoa. Tôi xào đây là không thấy cái nào. Cây này nó thuộc dòng cây trốn hoa. Thì bình thường giả hạt nó to to thì nó phải có hoa, như thằng này nó trốn hoa thì cái lá nó rất là to, lá tre nhưng mà rất là to các bạn. Đấy các bạn nhìn cái lá tre của nó rất là to, dòng lá tre nhưng lá rất dài, thấy chưa? Tôi để lên bàn tay thôi là các bạn hình dung cái lá nó còn hai lá này. Thì bởi vì nó trồng trước mùa mưa nên là nó trồng tưới được nên là cái lá nó không bị rụng, mà về đây tôi vẫn tưới nó rụng, bây giờ nó mới lên một mầm là nhỏ này. Như cái này rễ nó bám, đây là cái cục rêu tôi trồng cả cái cục. Riêng cái này thì phải 800 nghìn. Bởi vì mấy cái này tôi sưu tầm và tôi trồng nữa rồi thì mấy bữa nay nó không có, mình lấy về à, mình đưa lên cho nó có video thôi, còn không thì mình vẫn để mình chơi. Đấy thân thế này thì tôi cũng không mô tả. Dòng trốn hoa, lá to. Ừ, lá tre to chứ không phải lá theo ấy, để các bạn nhìn cái lá còn phạt phạt. Ở đây nó lên một cái mầm này, tôi quay tôi để đây nó theo chiều sáng các bạn nhìn đấy. Ừ, thân này nó dòng thân vàng 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 các bạn, như có một cái nó đặc biệt, cái là nó không chịu ra hoa. Còn về các bạn là trồng mà nó không ra hoa thì cũng chịu. Tôi thì tôi cũng cứ trồng nên nó ra ra giải ra thì tôi cũng chịu. Đấy thì hôm nay có mấy hình như thôi, thì các bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Thì cũng rất cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Thì hôm qua mùng 3 tháng 4 thì tôi cũng đã đạt được 4.000 subscribe. Cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, tức là đăng ký kênh. Thì video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.